mất phanh khi di chuyển trên đèo Tam Đảo, cặp đôi đi xe máy có hành động kịp thời. Mới đây, một sự việc xảy ra tại đèo Tam Đảo được camera hành trình của một xe ô tô đi lại đã khiến nhiều người hoảng hốt. Theo đó, một cặp đôi đang di chuyển bằng xe máy trên đèo thì bất ngờ bị mất phanh, người lái đã nhanh chóng dùng chân để giảm tốc độ của xe, thế nhưng chiếc xe máy vẫn tiếp tục lao về phía trước. Vụ va chạm khiến bốn người không khỏi hoảng hốt, may mắn là không ai bị thương. Theo thông tin cho biết, vì người lái đã sử dụng phanh quá nhiều lần nên mới dẫn đến tình huống xe bị mất phanh khi xuống đèo. Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Một số người đã lên tiếng cảnh báo về các tình huống có thể gây nguy hiểm khi di chuyển xuống đèo.